Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho hai bà mẹ ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiệu quả từ chủ trương xây dựng bản đồ thổ nhưỡng ở Kim Động. Ngành giao thông vận tải chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Vũ Thị Triển, sinh năm 1889, mất năm 1954, và mẹ Tạ Thị Phấn, sinh năm 1892, mất năm 1935, ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Mẹ Vũ Thị Triển có hai con là Hoàng Văn Triều, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, và Hoàng Văn Giáp, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Tạ Thị Phấn có hai con là Đinh Trọng Hợi và Đinh Trọng Phó, đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Ghi nhận những cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Vũ Thị Triển và mẹ Tạ Thị Phấn. Sáng nay, huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2019, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội các cấp, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy chính trị, tăng cường kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Năm 2020, huyện ủy Yên Mỹ tập trung thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ đã tặng giấy khen cho 17 tổ chức đảng và 13 đảng viên, đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tháng 11 năm 2019, sau khi hợp nhất Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh có 85 tổ chức cơ sở đảng và gần 4.600 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc, kiện toàn 16 cơ sở đảng. Năm 2019 đã có 16 trên 85 cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được chú trọng. Năm 2020, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc điểm tình hình của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện nghiêm túc tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã hướng dẫn một số cơ sở đảng thực hiện một số nội dung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở như quy trình công tác nhân sự, tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến, góp ý dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của đảng, đại hội đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 305 về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung công văn nêu rõ: căn cứ công văn số 431 ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc xem xét kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh COVID-19. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, tại tờ trình số 222 ngày 18 tháng 2 năm 2020 về việc đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Nhất trí kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2020 đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ tin học, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19. 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục theo các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh và bảo đảm cho người dân khi tham gia giao thông được an toàn. Ngay sau khi có công văn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch và ra nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp kế hoạch phòng chống dịch. Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo sở, các đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc sẽ triển khai kế hoạch và có các biện pháp riêng. Đồng thời, cán bộ của sở trực tiếp đi kiểm tra việc thực hiện việc phòng chống dịch tại các đơn vị. Tại trụ sở, Sở Giao thông Vận tải, công tác phòng chống dịch tại các phòng ban được thực hiện khá nghiêm túc. Đối với các trường hợp mà đến làm việc tại sở cũng như là các bộ phận tiếp nhận một cửa tại trung tâm hành chính công thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch để làm sao mà đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên cũng như là khách đến làm việc. Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền đến người dân, hành khách di chuyển trên các phương tiện công cộng tại tất cả các bến xe, đơn vị, tuyến vận tải hành khách, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe chính bản thân và cho cộng đồng, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống, ngăn ngừa lây nhiễm dịch COVID-19. Chúng tôi cũng tăng cường các cái công tác tuyên truyền tới tất cả các phòng ban, đơn vị là vận tải khách, rồi là các cái bến xe trực thuộc của ngành giao thông vận tải, rồi các cái cơ sở đào tạo. Qua cái công tác tuyên truyền thì đến nay bây giờ thì là toàn thể các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành giao thông vận tải, rồi cũng như là tất cả các cái đối tượng mà tham gia giao thông thì cũng nhận thức được rằng là cái tác hại, cái nguy hiểm của cái dịch bệnh do cái virus corona gây ra. Hiện các đơn vị vận tải khách trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Tại các khu vực phòng chờ cho khách và nơi đỗ xe ô tô, chờ vào vị trí đón trả khách, khu vực vệ sinh đều bố trí xà phòng hoặc nước diệt khuẩn cho khách, nhân viên phục vụ nhà xe, rửa tay, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Trước tình hình diễn biến nhiều vấn đề phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giám sát và báo cáo dịch cho các cán bộ y tế tại 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hướng dẫn và thống nhất các biểu mẫu báo tình hình di biến động của những người đến từ vùng có dịch, những người có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm COVID-19, từ đó nâng cao khả năng giám sát cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt thường ngày và không để bùng phát dịch tại địa phương. Đồng thời hướng dẫn cho các cán bộ y tế cách pha, phun hóa chất, xử lý ổ dịch và xử lý xe chuyên chở bệnh nhân nếu có dịch xảy ra, cách lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, vận chuyển và bảo quản mẫu để mang lên Viện Dịch tễ Trung ương xét nghiệm xác định bệnh. Cùng ngày, trung tâm cũng đã cấp hơn 4.000 kg chloramin B, 700 khẩu trang y tế chuyên dụng, 300 bộ quần áo chống dịch, 250 lít dung dịch sát khuẩn và 10 máy phun hóa chất cho các cơ sở y tế của 10 huyện, thị, thành phố. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao dự toán thu ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 2.200 tỷ đồng.
ngay trong tháng 1 với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Số nộp ngân sách từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả khá. Đến thời điểm này, thu ngân sách khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2020 toàn tỉnh ước đạt trên 254 tỷ đồng, đạt 11,6% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 187 tỷ đồng. Thu thuế giá trị gia tăng đạt trên 64 tỷ đồng. Tính đến nay, Hưng Yên có 467 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký là gần 4,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 3 dự án được cấp phép năm 2020 với số vốn đăng ký là trên 8,6 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia có số vốn dự án đầu tư nhiều vào tỉnh là Nhật Bản có 163 dự án, Hàn Quốc có 139 dự án, Trung Quốc có 102 dự án. Nhờ làm tốt công tác quản lý đất đai và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nên đến nay, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân. Ông Đào Duy Kiên ở thôn Diệt Pháp là một trong những hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sớm ở xã Thiện Phiến. Từ năm 2013, ông đã chủ động đến làm thủ tục đăng ký, xét duyệt và chỉ 2 tháng sau, ông đã được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình tôi nói riêng ấy và toàn xã nói chung thì cũng được các cán bộ cơ quan có thẩm quyền thế và cán bộ địa chính xã thì là hướng dẫn các cái thủ tục rất là cụ thể, chi tiết, rất là yên tâm bởi vì là mình thực sự là chủ sở hữu của cái mảnh đất này và tất cả được hưởng tất cả các cái quyền lợi mà nhà nước đã quy định. Bà Bùi Thị Ân ở thôn Diệt Pháp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đầu năm 2019. Ngay sau đó, bà đã xây dựng nhà cửa khang trang, chất lượng cuộc sống gia đình được nâng cao đáng kể. Gia đình tôi được cấp sổ đỏ từ năm ngoái, thì đã phấn khởi và làm được cái gian nhà gian cửa khang trang để ở. Thay cái cuộc sống ngày xưa là nó ảnh hưởng và nó thấp thỏm nhiều thứ. Xã Thiện Phiến có hơn 52 hectare đất ở với trên 2.300 thửa đất. Đến nay, xã đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Trong đó, riêng năm 2019, xã đẩy nhanh tiến độ, cấp được hơn 300 giấy chứng nhận, đồng thời cấp đổi được trên 80% số thửa đất nông nghiệp và là địa phương có tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh nhất của huyện Tiên Lữ. Để có kết quả trên là do xã đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng bộ phận một cửa thường xuyên tư vấn, giải đáp các thắc mắc, tranh chấp của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, hướng dẫn các bước làm giấy chứng nhận. Cùng với đó, xã xây dựng tủ sách pháp luật để mọi người dễ dàng tra cứu các thông tin về luật đất đai. Trước hết là chúng tôi phát huy tốt cái việc là quản lý đất đai trên địa bàn của trong xã. Thế mà không để cho cái việc là tranh chấp đất đai, đơn giản cái thủ tục để cấp giấy cho nhân dân được nhanh gọn thì chúng tôi là bám sát vào cái luật đất đai và cái công tác quản lý đất đai và rà soát thật là chính xác đến các cái từng hộ. Việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Thiện Phiến đã và đang tạo sự thuận lợi cho công tác quản lý đất đai và là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng những năm qua, huyện Kim Động đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó có việc đánh giá, nông hóa, thổ nhưỡng để làm cơ sở xây dựng bản đồ đất đai, bản đồ cây trồng ưu việt nhất. Phản ánh tại xã Hùng An là xã đầu tiên của huyện thực hiện đề án nghiên cứu, đánh giá mức độ thích hợp của đất nông nghiệp đối với một số cây trồng chính. Từ cuối năm 2018, sau gần nửa năm được Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện, những tấm bản đồ thổ nhưỡng của toàn bộ trên 10 xứ đồng thuộc 6 thôn trong xã Hùng An được dán công khai ở các nhà văn hóa thôn, ủy ban nhân dân xã, luôn thu hút nhiều hộ nông dân xem và về áp dụng. Tấm bản đồ thể hiện các thông số khoa học về chất đất từng vùng trong xã, cùng các khuyến cáo về loại cây trồng tối ưu trên từng chất đất cụ thể. Người dân sẽ được tổ chức tập huấn để được tư vấn về các cái việc cái vùng đất của nhà mình đang ở cái vùng này được đánh giá là lên trồng cái cây gì, tích tụ dụng đất cho nhau để cho các cái mục đích về phát triển kinh tế cái cây trồng ở cái vùng đó nó đáp ứng được cái bản đồ thổ nhưỡng với cái chất đất cho nó phù hợp với cái cây trồng này. Nhờ biết được chất đất có thể phù hợp nhất với loại cây trồng gì nên việc chuyển đổi của ông Nguyên cũng như nhiều hộ dân trong xã đã hiệu quả hơn.
Từ chỗ chủ yếu trồng lúa, trồng ngô thì năm 2019, nông dân trong xã đã chuyển đổi cây trồng được trên 81 ha trong tổng số gần 500 ha đất nông nghiệp. Và diện tích chuyển đổi sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, do bà con không còn phải lo lắng trồng cây không phù hợp với chất đất. Nói chung là rất là tốt, bởi vì là làm như thế này thì là mình từng vùng mình để mình chuyển đổi cái cây gì cho nó phù hợp. Bà con mà muốn có chuyển đổi thì là nó đều có hiệu quả, bởi vì là xác định được cái cây trồng từng vùng một để mình trồng cái cây gì nó phù hợp thì là sẽ mang lại kinh tế nó sẽ cao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân nhiệm kỳ này xác định trọng tâm là chuyển đổi cây trồng để giảm diện tích trồng lúa và những cây trồng có giá trị kinh tế thấp bằng những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Từ kết quả bản đồ thổ nhưỡng mà huyện đang tiếp tục triển khai ở các xã được ví như cuốn sổ tay, cẩm nang chuyển đổi cho người nông dân. Kim Động cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện việc này để giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đây là tiền đề để các địa phương của huyện Kim Động chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả hơn, để vươn lên sản xuất nông nghiệp tập trung, hàng hóa và ở mức chuyên nghiệp hơn. Trước tình hình dịch bệnh cúm gia cầm đang có diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước, các hộ chăn nuôi ở huyện Văn Giang đã tích cực triển khai công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn gia cầm, thủy cầm. Ghi nhận tại xã Nghĩa Trụ, địa phương có số gia cầm nhiều nhất huyện. Đây là một trong những trang trại nuôi gà lớn nhất ở xã Nghĩa Trụ. Anh Khương Văn Tú, chủ trại cho biết, trung bình mỗi năm, gia đình anh nuôi khoảng 30.000 con gà các loại, trong đó cả thương phẩm từ 5 đến 6.000 con, còn lại là sản xuất gà giống. Mọi vốn liếng và thu nhập của gia đình anh đều nhìn vào việc kinh doanh này, vì thế phòng dịch luôn là việc làm số 1 đối với người chăn nuôi. Dịch bệnh thì là sự sống còn của người chăn nuôi. Vì nếu mà dịch bệnh là nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường, và đến không những thị trường mà lại còn ảnh hưởng sang đến sức khỏe còn của con người nữa. Đâm ra là chúng tôi là đối với về phòng dịch bệnh là phải ưu tiên hàng đầu. Mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện bệnh dịch trên đàn gia cầm, thủy cầm, nhưng những hộ chăn nuôi ở đây vẫn luôn rất chủ động trong việc phòng dịch, từ việc tuyển chọn con giống, thực hiện tiêm phòng theo quy định đến việc khử trùng tiêu độc xung quanh khu vực nuôi đều được các hộ thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Với những trại chăn nuôi lớn như của chúng tôi hiện tại thì cái công tác phòng chống dịch bệnh luôn được đưa lên hàng đầu, đặc biệt là mùa mưa phùn tháng riêng tháng 2. Dịch bệnh rất chi là nhiều, chúng tôi ngoài việc bổ sung dinh dưỡng cho con gà khỏe mạnh, chúng tôi phải sát trùng chuồng trại thường xuyên, ít nhất là một tuần, hai buổi. Xã Nghĩa Trụ hiện có gần 200 hộ chăn nuôi với khoảng 100.000 con gia cầm, thủy cầm, hộ nuôi nhiều nhất lên tới 5.000 con các loại. Cùng với đó có 30 lò ấp để cung cấp giống cho các địa phương khác nhằm đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, nhất là các chủng cúm trên đàn gà. Xã tập trung tuyên truyền thông tin về dịch bệnh, đồng thời yêu cầu các hộ chăn nuôi kiểm soát chặt chẽ gia cầm ra vào địa bàn, yêu cầu cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, theo dõi, nắm bắt tình hình tại các hộ chăn nuôi. Tháng này thì chúng tôi tổ chức phun thuốc sát trùng, làm 3 đợt trên toàn bộ hệ thống đường làng ngõ xóm, cống rãnh, bãi rác và các hố chôn lấp. Ngoài ra thì chúng tôi tuyên truyền nhắc nhở bà con chăn nuôi, những hộ chăn nuôi tập trung thực hiện tốt công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc, an toàn sinh học để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc gia cầm. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, trong điều kiện thời tiết nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa phùn kéo dài thì rất dễ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Xã Nghĩa Trụ hiện đang có số lượng gia cầm lớn chăn nuôi theo hình thức tập trung. Vì thế, việc tăng cường các biện pháp cấp thiết phòng chống, không để dịch bệnh xuất hiện là rất quan trọng trong lúc này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.